Cảm ơn chào anh em. Hôm nay chào mừng là tiếp tục giới thiệu tới cho anh em về một cây FX mà khách vừa mới đặt kẹo mềm, vừa mới ráp xong cho khách, ngày mai mình sẽ giao. Thì trong mùa dịch Corona như thế này thì mong anh em cố gắng đề phòng dịch bệnh, tránh xa dịch bệnh ra, đi ra ngoài thì đeo khẩu trang. Hầu như bây giờ là mọi tuyến xe nó đều đã ngưng vận chuyển, nhưng kẹo mềm sẽ cố gắng vận chuyển hàng tới cho anh em. Anh em nào mua hàng bên kẹo mềm thì cũng biết rồi đó. Phương thức làm việc đó là ship code. Ship code ở đây thì có hai loại. Ship code của kẹo mềm là ship không kiểm hàng nha anh em. Ship và không kiểm hàng. Anh em nào cảm thấy tin tưởng mua được thì anh em hãy liên hệ. Còn nếu cảm thấy không tin tưởng được thì không vấn đề. Đây là cái vật bán gấp nha. Bán gấp. Bán này là bán nhựa. Thì khi anh em mở ra bóp cái lẫy xăng vào đây đó, là nó sẽ gấp lại. Thấy chưa? Đó, bóp lẫy xăng là nó sẽ gấp lại như thế này. Và gồm một băng đạn, gồm một băng. Thì anh em nào chưa biết đưa băng á thì mình phải vô kẹo trước rồi mình mới đưa băng vô ha. Đưa băng vô đó. Anh em đưa băng vào như thế này. Ráp thì có liên hệ, sẽ kéo cạn, nó kéo tay tiếp và anh em sẽ đưa băng lên. Mình vô kẹo thì mới đưa nha, cái này chỉ làm mẫu thôi. Đó, rồi mình đẩy ra là nó như thế. Thì cái FX nó hơn Condo ở chỗ đó là có băng đạn. Khi vô băng, anh em nhớ xoay ngược. Mình vô từng viên. Đó, khi ráp thì anh em sẽ có một băng đạn kẹp theo và một kiếm. Kiếm đây là cây FX tầm trung, kiếm của nó sẽ là Discovery VTZ. Còn tùy vào cái anh em muốn ráp loại trung hay loại tầm trung hay là loại cao cấp thì em sẽ phối đồ hợp lý hợp tình cho nó. Đó, tùy anh em thôi. Đó. Rồi ở đây bộ quy này thì nó có một cái chốt an toàn giống như cây Lexi. Chỗ an toàn nó nằm ở đây. Thì khi vừa rồi á là kẹo mềm có lên tẩy quy rồi, đó, có lên kẹo rồi ha. Thì mình sẽ bấm cái nút này. Bấm nút này thì nó sẽ là khóa không cho mình bắn. Đây là chốt an toàn. Ấn xuống, đó. Nè, mình bóp cò không có được, như anh em nó sẽ bị cứng lại. Đó. Thì bây giờ mình sẽ muốn đẩy nó ra, mình muốn mở. Thì khi anh em đang ngắm con chim á, mà nó bay đi á, thì anh em nhấn chốt an toàn nhưng tuyệt đối không tự tin vào cái này nha. Mặc dù anh em có bấm chốt an toàn nhưng cũng đừng đưa những tua giỡn trước mặt anh em bạn bè của mình nha. Rất nguy hiểm. Dù gì thì dù, nó cũng chỉ là sản phẩm do con người mình tạo ra thôi nha. Con người của mình còn có người bệnh, còn có người khỏe, người yếu. Thì cây FX nó cũng như thế nha. Đây là đồ sản phẩm do người mình tạo ra mà. Rồi bây giờ mình đẩy thêm nữa thì mình sẽ bóp cò được nè anh em nè. Bóp nè. Thấy chưa? Mình sẽ bóp được. Đó. Đây cây FX. Cái này sành nhôm ha. Cái này là vải chung thôi. Thì cấu hình của nó là mình sẽ xài khớp Z đi cùng với lại van hộp mở. Thì khi anh em đặt củi bên kẹo mềm á, thì mình sẽ tặng cho anh em kẹo và lạng để về anh em chơi ha. Đây là kẹo mềm nè, còn đây là HMH nè, HMH nè, kẹo mềm nè, đây là kẹo HMH nè. Mình chưa có thời gian để quay cái khuôn, vài hôm nữa mình rảnh mình sẽ quay khuôn cho anh em xem. Đó, đây là HMM ha. Anh em nào mua thì cứ liên hệ tới cho kẹo mềm.